cách dùng điện thoại trước khi ngủ nhưng vẫn ngủ ngon giấc. Trong thời đại số hiện nay, phần lớn mọi người kể cả già lẫn trẻ đều sử dụng điện thoại trước khi ngủ. Sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ không phải lý do trực tiếp khiến chúng ta mất ngủ, mà kiểu nội dung chúng ta xem mới ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Nếu bạn xem những nội dung khiến bạn căng thẳng có thể dẫn đến hậu quả là một đêm thức trắng. Cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua các cách giúp bạn có thể sử dụng điện thoại mà vẫn ngủ ngon giấc nhé. Số 1. Xem thông báo một cách chọn lọc. Hãy sử dụng điện thoại như một công cụ kết thúc một ngày của bạn bằng cách kiểm tra thời tiết cho ngày mai, hỏi bạn bè một câu hỏi hoặc chọn bài tập thể dục bạn muốn thực hiện vào buổi sáng. Đừng kiểm tra những thông báo mà bạn biết chúng sẽ gây cho bạn sự căng thẳng chẳng hạn như kiểm tra mail công việc. Đây không phải là lúc để bạn suy nghĩ về công việc deadline mà hãy để cho bộ não thư giãn thì bạn mới có thể ngủ sớm và ngủ ngon được. Số 2, chuyển màn hình sang tông màu ấm. Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại làm cho não bộ đang hiểu rằng đây là ánh sáng mặt trời. Vì vậy, hãy chuyển màn hình điện thoại sang chế độ ban đêm nếu điện thoại có hỗ trợ nhé. Ngày nay, hầu hết các loại điện thoại thông minh đều có cài đặt chế độ ban đêm để chuyển màn hình điện thoại sang tông màu ấm hơn. Nếu điện thoại của bạn không có sẵn thì có thể cài đặt ứng dụng có chức năng tương tự. Hãy chuyển màu màn hình vào khoảng thời gian mặt trời lặn hoặc 1 đến 2 tiếng trước khi đi ngủ. Số 3. Cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội. Mặc dù sử dụng mạng xã hội trước khi ngủ không có gì xấu, nhưng bạn không thể nào kiểm soát được nội dung của những fanpage bạn bè của bạn đăng. Đôi lúc mạng xã hội sẽ gợi ý cho bạn những nội dung hoàn toàn không phù hợp cho giấc ngủ, chẳng hạn như tin sốc chẳng hạn. Vì vậy bạn nên hạn chế sử dụng mạng xã hội trước khi ngủ, hoặc nếu muốn thì bạn có thể chọn lọc like follow những trang có nội dung thư giãn, thiền tịnh để hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn. Số 4, nghe thiền hay kể chuyện? Thiền hoàn toàn có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Những ứng dụng thiền sẽ dạy người dùng cách thiền và tầm quan trọng của việc tập thiền, đồng thời cung cấp các bài thiền có hướng dẫn cho người dùng ở mọi cấp độ. Tương tự như khi còn nhỏ, nghe kể chuyện cũng sẽ giúp bạn sớm chìm vào giấc ngủ hơn vì chúng ta được lập trình để nghe kể chuyện xung quanh giờ đi ngủ. Số 5, đặt báo thức cho giờ đi ngủ. Hãy tận dụng chức năng đồng hồ báo thức của điện thoại bằng cách đặt đồng hồ báo thức giờ đi ngủ. Bằng cách đó, nếu bạn đang xem mạng xã hội trước khi ngủ, báo thức buổi tối có thể nhắc bạn ngừng xem điện thoại. Trên đây là 5 cách sử dụng điện thoại trước khi ngủ nhưng vẫn ngủ ngon giấc, hãy thử áp dụng bạn nhé. Hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, cho giúp mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ.